Xin chào các bạn nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Bây giờ hôm nay thì xin giới thiệu đến các bạn một siêu phẩm Honda CG 125 đời chế cơ đấy ạ. Đăng ký năm 2019, biển Hà Nội. Một chiếc xe cực kỳ mới luôn. Chắc chắn là khó để có những chiếc thứ hai được như thế này. Biển 29T183706. Đây, mình quay ra ngoài để cho các bác xem đã. Rồi, một chiếc xe với cả lên tem như thế này. Đấy, tem xe đây, bộ tem quá đẹp luôn, quá hợp với xe. Xe hiện tại thì là chạy được 1.6381 cây. Hai chìa khóa zin, một chìa khóa chưa sử dụng nhá. Đây, phần bên này đây, tay lái bên côn này và bên phanh này. Tay lái đây, phần cổ phốt đây, quá đẹp luôn nhá, quá đẹp luôn. Bên tay phải luôn cho các bác xem này, phần cổ phốt. Đấy, đi luôn xuống phía dưới này, gác đầu bu xe thì bóng loáng luôn, không chê vào đâu được. Ốc nhái đẹp tuyệt vời, nan hoa tâm nan tuyệt đối đẹp, lốp lát dày cùi. Đấy, lốp lát dày cùi, nan hoa tầm nan quá đẹp luôn. Máy ơ máy ướp của Ford các thứ là quá cứ tuyệt vời. Đấy. Rồi, đây tem đây ạ, xi nhan và pha zin, xi nhan zin pha zin. Đây các bạn nhìn xuôi xuống cả một cái chiều phía đằng sau, nó quá đẹp luôn. Đây, bây giờ đến cục máy nhá, ốc treo máy này của gu đen xì luôn nhá. Đấy, cục máy này, các bác nhìn cục máy đây. Đấy, cục máy không có cái gì để chê luôn. Bình xăng thì nó quá đẹp rồi. Đấy, bình xăng đẹp. Đấy, cốp đây, chắn xích chắn xeo này, giảm sóc này, đẹp ơi là đẹp luôn, đẹp má ơi luôn, không có cái gì để chê luôn. Lốp lát mới, mọi thứ đều ngon, zin tuyệt đối, ba ga đẹp, không có cái gì để chê vào cái xe này được nhá. Cái xe này thì tuyệt đối không có cái gì chê được luôn các bác nhá. Đây, phía phần bên dưới này các bác nhìn này. Đấy, nó rỗ ra để lâu nhá, vành bánh đẹp, ống bô thì quá nụt nà rồi. Đây, phần xử lý cái thứ đây. Bên này, cục máy bên tay phải. Các bạn nhìn cục máy nó đây ạ. Mới kín cong luôn. Mới kín cong luôn nhá. Không có cái gì để chê trách của xe này. Nói chung là con xe này nó là một con xe quá mới. Hiếm luôn, không thể nào có được chiếc thứ hai được như thế này đâu. Xe lại còn biển Hà Nội đăng ký năm 2019 nữa. Thì nếu mà những cái chiếc xe như này thì thực ra là nó rất là ít, nó còn sót lại trên thị trường không được bao nhiêu xe cả. Đấy, các bác nhìn đây, một chiếc xe CG đời chế cơ mà nó được như thế này thì chắc chắn là không có chiếc thứ hai, đảm bảo với các bác là không bao giờ có chiếc thứ hai. Và mình xin báo giá chiếc xe này nhé, chiếc CG đăng ký 2019 biển Hà Nội này đang được xe máy Hoàng Anh mình bán ra với giá bán là 37,5 triệu nhé. 37,5 triệu đồng là chiếc xe này, chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Xe đẹp, không thể nào chê được, không có một điểm lỗi nào luôn. Mọi chi tiết trên xe đều mới, hoàn thiện luôn. Giá bán là 37,5 triệu, chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển đi xa. Rồi, thế thì hôm nay thì quay nhanh thôi, bởi vì mình cũng hôm nay cũng rất là bận và cũng cái xe này quá mới rồi. Thì nhìn qua thì các bác đã tự hiểu luôn về cái chất lượng của xe, cho nên chắc là cũng không cần phải nói nhiều về cái xe này nữa. Đấy, giá bán 37,5 triệu cho chiếc xe CG đăng ký biển Hà Nội 29T183706. Giá bán chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển nha các bác nhé. Rồi, ok, thế thì mình xin dừng cái video và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đợt này mình sẽ về rất là nhiều những cái xe đẹp và chạy lướt, mong là các bác ủng hộ thêm cho mình nhé.